Oh.
âm tinh ngày sau rồi cho hết công nguyện Nam Mô Ma Đức Phật xưa ở Bồ Đề Hòa Ma Nam Mô Thiên Thủ Thiên Giảng Vô Lại Đại Bi Tâm Đà Na Ni Nam Mô Phật Nam Mô Pháp Nam Mô Tăng trên thiên tạo có nhị thập mà bát thủ dưới âm phủ chùa sanh cùng chùa tử cấp sai chín dự ba vàng sanh linh lại sanh rồi hồn gào hóa thân đơm diêm mê thế hợi âm binh ngày thâu đơm cho hết thần kim mê xin cùng thần dân ngài ở nước cáo lai hòn đã một năm tháng năm thò thai sinh hoa quả sinh ra một quần hào quang cực cảnh tôi mở nến mười học bằng thạch tiên đàn văn vò sắc phong thời thiên đề thần ôi thần mê đọc nào có sự ai Phật tổ Như Lai ngài đã thay đổi đại trần chúng đen ngày nắng để chủ đề ở được tu du khát uống nước đừng đói ăn cơm sắc ngày xưa thần Phật xuống đề lấy cân xuống đất một mình tay cầm thành bạc đánh não thiên linh dẹp loài yêu quỷ tà tính chỗ nào bắt cho được ta tình yêu quỷ nghe lời bốn ông giảng hàng ngày hơ hời ấm bánh thiên thần lai vàng cầm nhị thâu lai thiên cầm thâu thần cầm thâu dân cầm thâu nghiệp cầm thâu thời cầm thâu nghe phù quạt ngài trời Yeah.
Quảng lăng
sự tinh lần âm biên trẻ đàn đi nơi nghề một lần đồ tàn đuôi ba đời ba đời làm quan đông ba giàu hai câu
du khách Việt phương ấy. Ngoài phụ
thường để giảng sanh cao công vua thường để giảng sanh đạo nghiêng ngoài cạnh ý cầu anh linh các thường thì cầu cảnh nhân gian ngoại nghi chế độ cầu tặng anh nam thiên ngoại nghi ngoại nghi chế độ tại kim ti băng bỏ ai qua đêm ngày châu chờ cầu vua cha hát ca cầm quyền trăng tiêu điểm điểm mà trăng trăng điểm điểm trăng trăng cầu đứng trăng tiêu điểm điểm trăng trăng bỏ băng băng bỏ rồi oai băng lăng thành đêm cầu ngồi cây lá mà tươi xanh cầu tạc khinh làm gió làm mây đùng đùng vua cha phản cược đi biển đông phản cược biển đông vua cha phản cược biển đông để cho cầu xuống cầu mà ở miệng mà trộn ấy vốn rầy càng khôn ấy đấm bằng nửa ngày đang khi cầu đừng bằng nửa ngày sinh ra mà nam nữ mặc mày mặc mày phương phi cầu phải gắng công đèn lo mà sắt lấy có ngày nên đăng ngày hôm nay xin tôn thần ngoài cạnh ngoài căng xin cầu cho vui vẻ cầu giảng đang hiện linh ngày hôm nay cầu lại hiện linh tôn thần ngoài cạnh cầu hiện linh trong đời bay à, bay 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 con ngựa bay một con ngựa bay hai đứa con ngựa bay cầu bay qua cải câu tàng tiên có sáu cải vai mười hai cải dịp cầu đi bay mà không kịp cầu hỏa phép đánh ngựa bay sang qua cầu cầu bay lên đến hồi nam cầu mà chầu hầu đức chủ đức bác cầu bay lên mà đền hôn các cầu chầu hầu mà ba mẹ ở ta ly tan tình cầu về cầu cởi con ngựa bay 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 con ngựa bay 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 con ngựa bay phi một cái con ngựa phi hai cái con ngựa phi cầu phi lên nam giao cầu phi vào nơi đập đá cầu phi qua mà ra hồi
cầu phí bo mà thân nổi có đến mà thờ vua, cầu phí ra thương bạc có đến lập mẫu mà chờ thua, phi lên châu đi hầu mà đất chủ ta ly tan thân này, nay cầu về cầu trời con ngựa phi 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 con ngựa phi. Rồi thành thân gian hà tự hại muốn dân phục bề công ơi mấy cầu ơi ngọc lưu ly càng nhanh đi càng thầm bao châu hồ càng ngậm càng tươi ngày xưa kia đã việc mà cầu rồi nhớ chuyện sang mấy cầu rồi nhớ lời mà cầu tâu cầu mà đi đâu để ai rồi thương nhờ rước cầu để nhị tôn thân ngoài càng về châu mậu cửa đăng là băng cầu về đồng hành.